xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, lũ lụt, sạt lở đất có lẽ đã trở thành nỗi lo thường trực của người dân cũng như các cơ quan chức năng mỗi khi mùa mưa bão về. Vào chiều ngày 3 tháng 7 vừa qua, khi đang làm việc trên công trường thủy điện tại xã Sipafin, tỉnh Điện Biên, không may đã có 4 công nhân bị lũ cuốn và mắc kẹt trong hầm thủy điện. Dưới sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng, đến nay đã giải cứu được 3 người, hiện vẫn còn một công nhân đang bị mắc kẹt trong hầm đầy nước hiện trường bên trong hầm thủy điện nơi một công nhân đang mất tích. Khoảng 6 giờ ngày 3 tháng 7 tại xã Sipafin đã xảy ra trận mưa to gây lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh, nơi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại số 6 Điện Biên đang thi công thủy điện. Với lượng nước lớn chỉ trong tích tắc, lũ đã bất ngờ tràn vào cửa hầm số 3, nơi 4 công nhân đang thi công, khiến họ không kịp thoát ra ngoài. Chiều cùng ngày, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng chức năng gồm hàng chục người nhằm nỗ lực giải cứu công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện. Đã có khoảng 70 cán bộ chiến sĩ công an được huy động, trong đó có 30 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, do công việc tìm kiếm trong đường hầm thủy điện có không gian hẹp, nên mỗi kiếp làm việc chỉ khoảng hơn 10 người. Không khí tại hiện trường càng trở nên căng thẳng hơn khi điều kiện thiếu khí oxy trong hầm đã khiến hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị ngất phải đưa ra ngoài cấp cứu khi đang thực hiện việc cứu hộ. Tính đến đêm ngày 3 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết đã giải cứu được 3 người, là một Giang A Chớ sinh năm 1994, trú tại bản Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn, 2. Giang A Lử sinh năm 2000, trú tại bản Nậm Hài, xã Trà Cang, huyện Nậm Pồ. 3. Sùng A Cử sinh năm 1996, trú tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà. 4. Hiện tại chỉ còn công nhân Lý A Dìa, sinh năm 1997, trú tại bản Long Dạo, xã Sipafin, vẫn đang bị mắc kẹt. Được biết, thời tiết trên địa bàn xã Sipafin đêm qua vẫn có mưa rải rác, cho đến sáng ngày 4 tháng 7 mới dứt, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ, với khoảng 2 phần 3 lượng nước đang còn trong đường hầm thủy điện, dự kiến đến cuối ngày 4 tháng 7 mới có thể bơm hết ra ngoài để tìm kiếm nạn nhân với hy vọng rất mong manh khi thời gian đã trôi qua hơn 24 tiếng. Để rút ngắn thời gian tìm kiếm nạn nhân trong khoảng thời gian vàng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Điện Biên tăng cường thêm máy bơm áp lực cao cùng nhân lực để phục vụ cho công tác tìm kiếm. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, có lẽ đây là câu nói miêu tả đúng nhất tinh thần của những chiến sĩ công an của đội cứu hộ tại hầm thủy điện tại xã Sipafin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Từng giây phút trôi qua, thì hy vọng về sự sống của nạn nhân xấu số lại mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, các chiến sĩ vẫn miệt mài không quản khó khăn, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ của mình. Những nỗ lực tìm kiếm công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện Sáng ngày 4 tháng 7, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, trong đêm ngày 3 tháng 7, tỉnh đã huy động gần 100 người gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng địa phương đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm anh Lý A nạn nhân hiện còn đang mất tích do bị nước lũ cuốn trôi vào hầm thủy điện. Ông Hạng Nghè Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ cho hay, trong 2 ngày từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 7, có 7 đến 8 máy bơm công suất lớn hoạt động suốt đêm. Tuy nhiên do hầm thủy điện có độ sâu khoảng hơn 230 m nên tới sáng ngày 4 tháng 7, đội cứu nạn mới chỉ tiếp cận được khoảng 90 m trong hầm thủy điện. Hiện nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Do mưa lớn trong những ngày qua nên phần trần và tường hầm thủy điện rất dễ bong chóc. Lượng nước cùng đất đá trong hầm cũng còn rất nhiều nên công tác cứu hộ vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm lặn vào trong hầm để cứu nạn, nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc đội cứu hộ của công an tỉnh Điện Biên đã kiệt sức, bị thương và phải cấp cứu. để đảm bảo an toàn, các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ trong đường hầm phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí. cùng với đó, những chiếc thuyền cao su cũng được lực lượng chức năng chiêu mộ để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. ông hạng Nhè ly phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đậm pồ nói thêm chúng tôi đã có ý kiến với ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung thêm lượng máy bơm cao áp vào để tham gia công tác giải cứu đồng thời tăng thêm lực lượng những người đủ sức khỏe để tiếp tục vào trong đó lặn vừa sẽ tiến hành bơm nước vừa lặn tìm kiếm làm sao để có thể tìm thấy nạn nhân nhanh nhất về phía ba công nhân bị thương được tìm thấy trước đó chúng tôi đã tổ chức đến thăm hỏi động viên kịp thời những ngày qua, mưa lũ ở Điện Biên cũng khiến một số nhà ở của người dân bị hư hại, trong đó năm hộ tại xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ bị sạt lở, đất sập hoàn toàn công trình phụ, khiến các hộ phải di rời khẩn cấp người và tài sản. Một nhà dân tại xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng bị đất sạt vào nhà, có nguy cơ sạt tiếp. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông liên xã liên bản bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ như quốc lộ 12, 4H, tuyến đường từ Tà Lèng đi Mường Phăng nhiều diện tích nông nghiệp cũng bị thiệt hại, nhiều diện tích hoa màu, ao nuôi cá, chuồng trại chăn nuôi gia cầm bị vùi lấp cuốn trôi. Ước tính thiệt hại sơ bộ hơn 6 tỷ đồng. Thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản khi mỗi một mùa bão lũ đi qua là điều không tránh khỏi. Sự việc của người công nhân tại hầm thủy điện khi mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy vừa thương xót vừa có đôi phần bất lực. Liệu khi mỗi người dân có ý thức hơn về việc bảo vệ thiên nhiên, thôi chặt phá rừng thôi biến những ngọn đồi xanh mướt thành món hàng đắt đỏ hay những vật phẩm để biếu tặng Thông tin mới nhất được cập nhật trên các mặt báo đến 16 giờ ngày 4 tháng 7. Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đội cứu hộ đã gần tiếp cận được vị trí của nam công nhân bị lũ cuốn mất tích trong hầm thủy điện tại tỉnh Điện Biên. Hàng trăm người cứu hộ và người nhà của nạn nhân đã có mặt từ đêm ngày 3 tháng 7 tại hiện trường để mong một phép màu đến với công nhân xấu số. Đặc biệt, câu chuyện thương tâm về gia cảnh của Lý Asia cũng khiến cho nhiều người xúc động có khoảng hơn 40 mét, sẽ tiếp cận vị trí nạn nhân bị cuốn vào hầm thủy điện. Cụ thể, việc bơm nước từ trong hầm ra ngoài được thực hiện xuyên đêm nhằm nhanh chóng tiếp cận với vị trí của nạn nhân, người thân có mặt từ khi nhận được tin báo anh Lý A Diê gặp nạn. Ông Lý A Tùng, bố nạn nhân cho biết, Lý A Diê là con trai thứ hai trong gia đình, đã có vợ và ba con nhỏ. Kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Diê là trụ cột chính trong gia đình, mới xin đi làm được khoảng 3 tháng. Từ khi nhận được tin con gặp nạn, cả gia đình rất lo lắng, mong chính quyền sớm tìm thấy con trai mình. Khó khó để bắt gặp những giọt nước mắt tủi hờn trông ngóng của người nhà nạn nhân thông qua những bức ảnh được báo chí chụp lại. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về miệng hầm, chỉ mong một tin vui, tìm thấy người và hy vọng sống sót. Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Bồ cho biết, lực lượng tìm kiếm đã lên tới hơn 170 người. Các máy bơm đều hoạt động hết công suất, Lực lượng cứu hộ thay phiên nhau vào tìm kiếm vừa lặn vừa sử dụng cả xuồng phao với quyết tâm tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Sau nỗ lực bơm nước xuyên đêm với 7 máy bơm áp lực cao, 5 máy chạy liên tục, đến khoảng 14 giờ lượng nước đã rút được khoảng 200 mét hầm. Vị trí để tìm thấy nạn nhân chỉ còn khoảng hơn 40 mét, dự kiến đến 15 giờ cùng ngày sẽ rút được hết nước trong hầm. Đánh giá về việc cứu hộ cứu nạn đến thời điểm này tại hầm Thủy Điện Điện Biên Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện thời tiết tại Nậm Pồ khá khô giáo thuận lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, tất cả các lực lượng vẫn đề cao cảnh giác, đề phòng các trận lũ quét khác có thể xảy ra. Mực nước rút đến đâu sẽ tiến hành cứu hộ đến đấy. Tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đang tìm đủ mọi cách để tìm thấy nam công nhân không may bị lũ cuốn tuy nhiên với hàng loạt cảnh báo rất có thể thời gian tiếp theo địa điểm này có thể đối mặt với các trận lũ quét khác do đó bà con nên hết sức bình tĩnh và chủ động để ứng phó với sự bất thường của thiên tai Quý vị thân mến, cụm từ sống chung với lũ lâu nay với bà con Tây Bắc đã quá quen thuộc, đặc biệt với những cơn mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất bất thường. Nhưng câu chuyện về bốn công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện được cho là hy hữu. Ngày lúc này, ngoài việc ngóng tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn, chúng ta cũng cầu mong phép màu sẽ đến với nạn nhân xấu số. Những tin tức mới nhất liên quan tới vụ lũ cuốn công nhân vào hầm thủy điện và tình hình mưa lũ, thời tiết trên khắp cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.